Người Trung Quốc xưa tin rằng hoàng đế là bậc chí tôn, chân mệnh thiên tử, nhưng các vị hoàng đế đều có tuổi thọ trung bình không quá 40 tuổi. Vấn đề này đã ghi chép trong lịch sử. Chẳng hạn, trong triều đại nhà Minh, 16 vị hoàng đế chỉ sống đến độ tuổi 42 và chỉ có 5 vị sống thọ hơn con số này. Có 4 nguyên nhân chính được đưa ra để lý giải hiện tượng này. 1. Âm mưu ám sát hoàng đế. Do quyền lực tuyệt đối nằm trong tay hoàng đế, ngài thường trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tranh giành quyền lực, thậm chí đối mặt với những âm mưu đầu độc hay ám sát. Cuộc tranh đoạt ngôi vị diễn ra khốc liệt, và một số vị hoàng đế buộc phải tự sát như hoàng đế Sùng Trinh. 2. Di truyền, hậu quả của các mối quan hệ cận huyết, đặc biệt trong hoàng tộc, không được xem xét kỹ lưỡng. Các mối hôn sự cận huyết giữa anh chị em ruột trong hoàng tộc thường xuyên diễn ra. Điều này dẫn đến nhiều hoàng đế mắc các vấn đề thể chất và di truyền như bệnh tật, dị tật bẩm sinh và chậm phát triển trí tuệ, có thể đã rút ngắn tuổi thọ của họ. 3. Yếu tố ảnh hưởng sức khỏe. Chỉ vì một quốc gia đòi hỏi phải đối mặt với nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của hoàng đế, từ áp lực công việc đến các vấn đề sức khỏe khác. 4. Đời sống xa hoàng cung. Các hoàng đế thường phải sống xa hoàng cung vì mục đích chính trị. Điều này khiến việc quản lý sức khỏe trở nên khó khăn và dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường, thức ăn và điều kiện sống khác. Dù nguyên nhân nào, tuổi thọ thấp của các hoàng đế Trung Quốc xưa đã góp phần làm nên những trang sử đầy bí ẩn.